Sức mạnh kinh tế có thể khiến cho người khác thay đổi góc nhìn về bạn. Đó là quan điểm của không ít phụ nữ có học thức và còn độc thân tại Trung Quốc trong việc xóa bỏ định kiến về những cô gái ế. Một cuộc khảo sát về vấn đề này được đăng tải trên trang The Conversation, có chia sẻ suy nghĩ của những người phụ nữ này. Trong những buổi họp mặt gia đình, cô tôi thường châm chọc bố mẹ tôi rằng vì sao tôi vẫn còn độc thân. Cô ấy nghĩ rằng cuộc sống của tôi rất khốn khổ. Tôi thấy rằng mình cần bảo vệ bố mẹ nên không ngừng nâng cấp hình ảnh bản thân bằng cách ngày càng mua sắm quần áo đắt tiền hơn để mặc. Không chỉ tự đắp lên mình những món đồ xa xỉ, các cô gái còn sẵn sàng mua sắm đồ đắt giá cho cha mẹ của mình như một cách thông báo với gia đình rằng tình trạng độc thân của họ là điều đáng tự hào. Khi tôi mua cho mẹ chiếc nhẫn vàng, mẹ đã rất sung sướng, hạnh phúc. Khi cưới, bố tôi rất nghèo nên không bao giờ mua cho mẹ tôi món trang sức nào. Tôi muốn cho cả hai thấy tôi có thể mua được rất nhiều thứ. Cũng chính từ quan điểm này mà những ngày mua sắm độc thân 11 tháng 11 hàng năm nhắm tới nhóm đối tượng khách hàng là người độc thân đã thành công vang dội tại Trung Quốc. Thị trường mua sắm đồ hiệu đã qua sử dụng cũng tăng trưởng mạnh dù đại dịch COVID-19 diễn ra. Với những người phụ nữ này, chủ nghĩa tiêu dùng hàng hóa xa xỉ là cách hữu hiệu để thay đổi cái nhìn của xã hội. Thay vì biểu tình hay chống đối, thì phụ nữ càng cần phải trở nên quyến rũ, giàu có và sành điệu. Dù không phải tất cả phụ nữ độc thân ở Trung Quốc đều có khả năng để chứng tỏ sức mạnh chi tiêu như vậy và cũng xảy ra thực trạng nghiện mua sắm quá đà ở một số đối tượng nữ giới. Nhưng khảo sát chỉ ra rằng, ngày càng nhiều phụ nữ tin tưởng, cảm giác tự do kinh tế mới giúp họ xác định bản thân và vị trí trong xã hội.